mừng các bạn đã đến với kênh bảo hộ xe máy Yohi Shop. Trước mắt các bạn là mẫu xe Winner X V3. Thì shop đang tiến hành lên thùng giữa và cản HRV cho anh khách đi Winner X V3. Thì đây là thùng G12N kèm theo bát cho Winner X. Thì cái bát này mình chỉ cần lắp zin nha các bạn, không cần có chế độ gì thêm. Thì khi lắp cái bát này thì các bạn lưu ý là mở cái yên ra sẽ lắp cho dễ hơn. Khi lắp cái bát này xong thì các bạn lắp yên vào. Và ốc này kia đồ thì hãng sẽ cho theo đầy đủ hết nha các bạn, mình không cần phải mua thêm. Các bạn chỉ cần lắp zin vào. Các bạn ở xa có thể mua về tự lắp. Shop có thể hướng dẫn cho các bạn qua Zalo hoặc là gọi video call. Thì giá của thùng kèm theo bát là 790k nha các bạn. Các bạn mang đến xe đến shop thì shop sẽ hỗ trợ lắp ráp miễn phí cho các bạn. Các bạn có thể mở yên, đổ xăng bình thường, không có bị vướng. Và anh khách anh lên thêm cản HRV. Đây là cản chính hãng của GV thiết kế riêng cho 3 đời Winner. V1, V2 và V3 đều gắn đường hết nha các bạn. Thì cái cản này thì cũng lắp zin nha các bạn. Và lắp ở hai bắt từ hai vị trí, ở phần cái đuôi dè và ở cái gác chân. Thì những cái ốc này kia rồi thì hãng sẽ cho đầy đủ. Nói chung là các bạn chỉ cần về và lắp vào thôi, không cần phải chế độ gì thêm và không cần phải mua đồ gì thêm. Và cái Winner X thì mình sẽ đi phù hợp với những cái dòng thùng có thiết kế vuông nha các bạn. Như những dòng thùng B32 rất phù hợp. Đây là thùng B32NB full đen. Giá của nó là 1.320.000. Và ở shop thì có sẵn rất là nhiều mẫu thùng. Nếu các bạn không thích mẫu thùng đó thì có thể chọn cái mẫu thùng khác để lắp vào. Và nhiều cái kích cỡ khác nhau tùy theo nhu cầu chứa độ ít hay nhiều của bạn mà các bạn chọn cái loại cho phù hợp. Và shop cũng có sẵn mẫu thùng hông. Nếu các bạn có lên 3 thùng thì có thể chọn thêm mẫu thùng hông. Và shop cũng có các mẫu áo mưa, bộ của GV hàng chính hãng. Và các sản phẩm mũ bảo hiểm 3/4 full face của rất là nhiều thương hiệu như là KIT, Bulldog, Royal, GV, LS2 và một số thương hiệu khác. Shop có để địa chỉ và số điện thoại ở bên dưới, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng để tham khảo nha các bạn. Shop cảm ơn các bạn đã xem hết clip này. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.